Trong tuổi
Thiên đường làm thế, Chúa phán xét thế
Hallelujah.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ đưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha ngã sáng, nước Cha hiện đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi quay qua chiếc bánh, vì tôi có ăn bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết tại dành lấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho ăn được. Thầy bảo các con: Dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa vì sự quấy rầy của người kia mà cho ra tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tin thì sẽ gặp, hãy có thì sẽ mở cho. Vì kẻ ai xin thì được, ai tin thì gặp, ai có thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh và lại cho nó hòn đá hư, hay nó xin cá và lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó có con cá hư? Vậy nếu các con là những kẻ cha khác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin được. Đó là lời Chúa. Anh mà cũng gọi là người à?
Anh bị giam ở đây 6 tháng nay cũng theo dõi, không có một lần nào tôi thấy anh cầu nguyện cả. Một con người mà không cầu nguyện thì là con chó đó. Câu chuyện đến đây, câu chuyện này không có ý mà anh bị giam cả, không có ý là nói xấu người nào, nhưng có ý nhắc nhở chúng ta về tính người của mình. Đã là người là phải có lòng tin, mà đã có lòng tin thì cũng cần tin ấy hướng về một đấng tối cao của mình và phải hướng về đấng ấy toàn diện toàn diện. Rất là những chúng ta ngày hôm nay thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là người hàng lần toàn diện. Vì là nước ga kia là Giêsu cầu nguyện và người ta muốn để của ngài cũng khát khao sự cầu nguyện nên đến xin ngài nhận. Và Chúa Giêsu ok thì đúng con nói bởi vì sự cầu nguyện là cần thiết. Và chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy từng lời từng câu cho chúng ta mà lưu lại đến hôm nay tất cả chúng ta đều đọc ở các từ để cầu nguyện. Và qua các lời của đại cha, Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết là những ai tin phép với ngài phải là trở thành con của Chúa. Không phải Thiên Chúa là một thượng đế xa xôi lãng quất, mà ngài chính là cha của chúng ta, những người đã bước theo mà đã là cha thì nó quá gần nên chúng ta cứ việc đến để xin con vì sự cầu nguyện là liên kết giữa con người với Chúa Giêsu. Mà khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của mình nhắc nhở chúng ta cầu nguyện thì chính Thiên Chúa cũng phải có một cái cử chỉ, đó là ngài cũng gần với con người hơn. Vì sự con người với Thiên Chúa xa cách quá, cái lời cầu nguyện của chúng ta nhưng nơi Thiên Chúa đã đến gần với con người hơn, cố là để nghe con người. Trong bài học thứ nhất cho chúng ta thấy được là Thiên Chúa đến đây lều trại của Abraham để nghe cho rõ con người, và nhờ vậy Abraham mới nhớ lời cầu nguyện trả theo cái ông là từ 50, 40, 30, 20 rồi 10 người. Thiên Chúa bằng lòng đến đạo cũng bằng lòng được, giá mấy cũng nghi cũng thỏa lòng con người được. Và nếu ta hơi nghi nó thầm không phải biết nhưng đi chúng ta cũng phải làm gì để chứng thực với nhau là một và một người. Và thế lúc đó giữa con người và Thiên Chúa không còn phân biệt ranh giới nữa nên phương tiện cho nhận thì chúng ta chắc chắn thì chúng ta chờ đợi chúng ta điều đó.
thì những gì chúng ta muốn thì Chúa sẽ ban ơn. Lời cam kết của Chúa Giêsu trong bài tin mừng này, chúng ta cứ xin thì sẽ được, cứ tin thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cửa. Đây là một lời cam kết. Nếu chúng ta chưa tin đủ thì chúng ta hãy thực hiện trong đời của mình đi, để cảm nhận được là khi Chúa nói là và cầu kết của bạn của mình bước vào cái ngày lễ của chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng là thì Chúa là Cha tốt lành thì Ngài sẽ ban thánh thần cho chúng ta xin người. Cho nên những em chỉ biết cái tinh thần của Ngài là những người đã xin lời Chúa thánh thần thì còn cần nói chuyện cầu nguyện với Chúa. Chúng ta có được ơn nhiều hay ít, thành công hay không thành công tùy vào việc kết điểm của chúng ta với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Và chúc cho chúng con thành công lớn lên trong học đi và đời sống đạo, khi lãnh nhận các bí tích mà Thiên Chúa đến chúng con. Cha mẹ và những người đỡ đầu của chúng con cùng người hội thánh đã hy sinh khi chúng con đã nhận đi trên thánh tẩy. Chúng con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và biến đổi của ma quỷ không? Chúng con có tin kính tin Chúa là Cha và Mẹ Thánh Thần tạo thành trời đất không? Chúng con có tin Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mãi cả cả sống lại từ cõi chết và đã được lên đường của Chúa Cha không? Đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ ý đức thêm sức, chúng con sẽ lãnh nhận các thánh khí như các thánh công đồ xưa trong ngày hội diễn xuân không? Chúng con có tin hội thánh Công giáo, tin các thánh công con, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy diện tin sự đức tin này trong Đức Giêsu Kitô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
diện vương đến. Chúng ta thường xuyên cầu nguyện cho Chúa Chúa chỉ để xin ơn và ý kiến lắng nghe ý kiến của Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu và nhau thành công cầu xin. Chúa Giêsu đẹp thời gian trở lòng của chúng ta cầu nguyện cầu nguyện. Chúng ta cuộc cầu nguyện cho đấng cha của lòng ta xin ngôn. Cha chúc cha một và cha chúc một tâm hồn được chịu sức mạnh cả ông vua qua đời sống cầu nguyện để ông nghe cha chịu trong công việc mọi khăn chưa muôn ngày sau đấng trời gieo. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng ban ân thần cho những người Chúa yêu thương đây và đã cho họ được con với mình là mẫu con một Chúa. Xin cho sự Chúa tồn tại mãi trong họ và ban cho họ sức mạnh cần thiết khi họ gặp những thách gian nan. Xin cho họ sống như con cái thảo hiền, làm cho hội thánh được vui mừng hoan hỷ. Xin cho họ góp phần xây dựng hội thánh trong thế giới hôm nay. Xây dựng giáo xứ ngày thêm phát triển và tươi đẹp hơn. Xin cảm cha cho chúng con có đôi lời cùng cha họ quý sơ quý thầy cô giáo viên. Kính thưa cha họ Augustino, trong thời gian qua cha đã cộng tác với cha sở điều hành giáo xứ và cộng tác với thầy cô giáo rất nhiều. Xin cha, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho cha trong sự vụ linh mục. Thưa quý sơ, giáo phan xin thừa sai đức mẹ thuộc cộng đoàn thánh sản. Quý sơ luôn âm thầm hy sinh để giúp giáo lý cho con em của chúng con được trưởng thành trong đức tin. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của đức mẹ ban cho quý sơ nhiều ơn lành hộ sản. Thưa quý thầy cô giáo, mặc dù luôn bận rộn với những gia đình, nghề nghiệp, xã hội, nhưng quý thầy cô đã không quản ngại hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền của để hướng dẫn, dạy dỗ con em chúng tôi. Công lao to lớn của quý thầy cô, chúng tôi không biết sao đền đáp cho đương sự. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn và chúc lành cho quý thầy cô và gia đình. Kính thưa cha chủ tế, đại diện đức giám mục giáo phận, thưa cha phó, quý sơ, quý thầy cô, một lần nữa chúng con kính cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành xuống trên quý cha, quý sơ và quý thầy cô. Và xin quý cha đón nhận những bông hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn của chúng con. Từ khi mà các em có đi lễ và cùng đi rồi đến tập tối
Nhưng qua những con số cho phép của mình, anh chị em đã đóng góp vào đạo sư một cái bề dày về đời sống đức tin, được yếu tố, được biến tạo của đức tin, tạo nên truyền thống ngày càng dễ hơn. Cảm ơn các vị phụ huynh đã hy sinh để làm mẹ sinh ra những mầm non đạo đức trong gia đình. Phật tâm là khi nhìn cái cục diện có thể hôm nay là tôi cảm ơn quý vị cũng rất là nhiều. Tôi phải có chịu khó thì cũng đó có thể hôm nay tôi cũng chẳng là có gì cả. Nên tôi xin chân lời cảm ơn tất cả đã làm cho em của cái công việc đó. Còn nói với các em sư phụ để lần đầu tiên sư thì cha nói nãy giờ rất nhiều rồi. Nhưng cho biết là trong những cái tuần để chuẩn bị là sư tổ lễ lần đầu với thánh sư chiều chúng con đi lễ cao thôi, và đó là một cuối cùng chạy chạy dân lễ chiều chúng con thấy chạy đáng hào hứng là vì khó được thôi, kể cả hôm nay cũng vậy. Nhưng mà chạy biết từ chiều nay sẽ đi ngay cái chiều lễ chiều thứ sáu, tức là trong ngày sáu đã chạy tổ rồi á, thì chiều thứ sáu sẽ thấy quyết trong tâm đó. Nên là cha đang nghĩ lần đầu có biết chiều thứ hai còn ai thiếu gì để đi lên được, nhưng trong lòng vẫn luôn mong đều là cha nhắn gửi được. Nếu chúng ta cứ làm cái kiểu là làm sao thì thôi thì mình diệt thòi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta duy trì cái lòng đạo đức với cả một lòng tin rằng là hôm nay chúng ta đến rồi, đến với bản thân mình rồi, thì hãy cố gắng để xích lại lòng tin và một cái giờ của họ. Chứ không kể cái việc đọc kinh ở nhà, lời thà, kính nước mẹ và kể cả những lễ. Chứ không là chiều mai cho làm lễ nữa, chúng nhìn thấy chúng con. Sự hiện diện chúng con trong cái buổi giải đời này, mỗi thánh lễ và các cử hành là niềm vui rất lớn của cha. Xin quý vị huynh giúp cho cái niềm vui lớn ở đất nước tròn này phải chạy vọng và gặp lại chúng con vào chiều mai là những chiều tiếp theo. Cha đi cố gắng nhiều hơn, cha chúc mừng cho chúng con, chúc mừng cho những gia đình có những con em nhận đạt các kiến thức cùng nhà. Chúa ở cùng anh chị em, xin khi Chúa toàn năng đã cho chị em được tái sinh bởi nước và Thánh Thần và nhờ các chị em làm nghĩa tử, xin được ban phước.